Ngày 29 tháng 8, Công an quận 3 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong khi thông cống vớt rác trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 28 tháng 8, người đàn ông 55 tuổi ngụ quận 3 được thuê xuống hố cống ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để thông cống nghẹt và vớt rác. Sau khi thông cống, người đàn ông leo lên thì ngất xỉu, gục xuống. Công an và nhân viên y tế có mặt sơ cứu, nhưng ông này đã tử vong. Một số người dân cho biết, người đàn ông xuống vớt rác thông cống được vài phút quay trở lên thì xảy ra vụ việc. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 7, 5 công nhân dọn vệ sinh dưới cống ở đường Trần Văn Dào, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xảy ra sự cố bị mắc kẹt dưới cống, một người tử vong. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân là do ngạt khí.